Đây bằng phone đó nhé. Như mình video cho em lấy mũi. Nếu không video đấy nhóm nâng bảo hành từ càng bằng phone đó nhé. Tại tôn chỉ mũi từ nâng cao pra VS Code. Pra VS Code. Đăng bay request API. Request API. Chẳng dùng pra VS Code đăng request API. Nếu không nâng cứ nhóm nâng pra bằng phí tình lịch mũi cứ dùng nâng pra Thunder Client. Và extension thông mây nâng cư xâm rạp dựng install plugin ở trong VS Code đang tới. Dựng nâng miên interface mới xâm rạp dựng request API p client. Sau đây request API 3 ná. Chân chấp đám cư dựng đăng cái thằng P môn dựng ai pra pra postman. Và có dựng ai pra pra nâng trong cả request API. Và bọc data tất cả API respond với mơ bà nâng nâng bây lọc mơ thà. Ta dựng bọc API từ bọc tới cùng dùng UI bạp na, parameter bạp na, header bạp na send the gun server hay dùng respond vậy chân dùng pra ở cam vị thi chung là postman nhé, dùng ai install Mac, Linux, rồi cả Windows chân tầy nếu cái VS Code này gửi nhóm đăng làm bì Titan Client Thunder Client này đã gửi vì ai pra xâm rạp request data API mở bàn ấy bởi khá dùng lại pra ở vì xâm rạp request mở API để nâng phong, xe code nâng phong của vì ai lừa này. Và chúng ta bây install với những prep tí mùi này cho cái lệnh và cái lệnh rút này máu cứ lệnh này cứ bên đây ta dương nâng răng và nhầm rút định lên và lệnh rút này nè cứ cái lệnh đây chúng ta install extension á extension extension mấy cho lệnh đến tới bà vay bịa tha Thunder Client để nhầm bà hai nhấn Thunder Client nì. Thunder Client nhưng click lên tới hay dùng chữ install với đó và được sao tới nhóm install hết từ vị trí tích khả năng install và chúng còn lại install với tới nó phải để install hay nên những ai prapra bị ban đem đó phải nâng viên đường cho cái này nữa vì ai nâng cái này nhỉ bà ai cho này nâng này lệnh bấy bấy này vì ai mình này thằng đời viên sẽ cho này nâng rồi cả bản thân chưa dùng miên à extension tích viên liên nâng đem đó rất này với trình group bạp này ta bởi xin chia cả đời này để vì mình tràn bếch vì nàng chân chút chút ở dưỡng bầy trẻ bầy nâng đọt đọt bầy nâng chứ những ai chút cái lại đọt nâng nhưng khơi bị chung nâng này vì Thunder Client click lên về tới vì nàng bà drawer càng chuyên mũi ok này kì xì interface của viết chẳng là em xong lộp trình vấn chẳng tí mũi cứ dưỡng mơ activity cái này vì bà hãy bị xin làm phép nó còn cao request dưỡng nè bà lọc nơi history nó còn cao request tiếp cứ lại này cứ connection hay lại này collection này cứ lại env environment variable chứ như mà lại collection này tới dân ai create nơi new collection mới xin lập càng nhiều phần dân đó dân develop lập project ai kê bà dân add new collection năng mới tới ưu tòa đã thà demo quá demo chứ vì bà collection mới chứ nó không collection mới nếu dân ai create nơi multiple folder rồi có multiple request bán từ 8 cái điệp trong phần dân ưu tòa em trong bà folder mới tiết cho ta nét ưu tòa folder cái bảo ta ho list product cái chẳng nào bảo chúng ta trong bậc cao folder tiết bảo folder sorry cái này cứ new request đấy cứ bậc cao folder nâng tiết bậc cao folder ta ho và product detail chẳng tới và bên thay dân list store nơi collection thì chẳng sản phẩm những tục ưu thao cho lại list product cái nhóm bậc cao API mùi cái hai new request cái nhóm bậc cao new request mùi được không nâng ta em đã thay test chẳng nè và chứ mình chung một test á. Ok, nó phải đi làm bằng cách new request mỗi vi trên đất nó càng sẽ đảm. Càng sẽ đảm đấy cứ vi bằng hai nơi tổng rộng nó không cài request API bây giờ này. Cứ vi miên cái lại này mỗi cứ import URL bà này. Cứ chia cái lại URL đây tới phá tới không cài request bà URL. Hay là này cứ lại bằng tổng sân á, nhưng ai sân tới request get, ai sân tới both. Chẳng hạn nè, bà delete update time per page method. Đi cứ chia method để dân tới bỏ tới. Nhưng bắt đầu API tùm rộng chỉ get, chỉ post, chỉ put, chỉ delete, chỉ patch, chỉ cái gì ấy nhưng ở switch time của page method đang tới bà hay bây giờ một bên URL để dùng scroll để dùng đăng mất thật thay dùng request được cái API này mà bà. Ok, này cứ càng cầm với việc admin header và admin auth và admin body, admin text nhưng mà mơ cái lại ở này cứ cái lại header vì accept cái accept cái gì nè bà này accept all origin hay là này cứ auth ai bỏ chữ tụm rong basic, phần authentication, bỏ username password, ai bỏ chữ phần barrel token, ai bỏ chữ phần auth, ntlm, và những cái chữ phần authentication security để những thứ bỏ tới request cái API.
dương ảnh bỏ tạm nâng tới bởi xin dương mình lại cái nạn nào mũi nè bạn hãy đi cái body để dương bỏ tùm rộng parameter tên dương tới bỏ chỉ chia sẻn rồi có bỏ chỉ HTML rồi có bỏ chỉ tích rồi có bỏ chỉ form data rồi có chỉ form and code chẳng hạn nè và rồi có bỏ chỉ graph SQL bỏ chỉ binary bạn chỉ tập hết parameter để dương bỏ từ our server ok và hai bộ tập mới dương chỉ sẵn nâng tới bạn hãy viên respond đi ra mặt hàng kram mình ta dùng ưu tờ hò mới nhóm miên này API snap cả nhí nhóm ai ưu tờ hò miên list student ni mũi cứ bạn như UL mà nhóm control C mà bạn nhóm remove ok nhóm patch ở này nè bạn https slash nitc clever bạn app io slash api slash student bạn anh ấy cứ chip method get bạn chứ nhóm chuyện request tới bên đây tha viên bắt từ server hay viện thời miên token ở thời miên parameter bỏ tên phụ và đi chụp hết cái request các bạn này nhưng design API nữa nè và những nhân tra ở nâng test tên chụp tới cứ viên tương tự request server và đã request bán viên nâng respond với nhé ok, ní cứ chụp hết đấy lý đề về respond chẳng là lời chụp tới cứ center server và xua server server nâng respond data dân result dưới nè nè như bỏ chỉ key student list bỏ chỉ total record bỏ chỉ đi select và select call chẳng tới bà anh ấy cứ chia data đã API respond mà nè bà chương bị miễn set thời rồi bà tầm hôm đã về respond nó cứ pi chục kilo bay bà rồi giờ pi nó không ca request respond nó cứ miễn mùi chục hoặc hay mùi second bà bị nhiệt tì bà anh ấy cứ chia header cookie nè ok chương này cứ lấy cái tab để những mơ respond data bị server mà nên là nó cứ dân tra sử dụng ở tầng nâng ca pra postman này chương dân ai tra extension nâng tới bà xin bà chứ chúng ta đang mua bởi dân trong ấy plug in video cho nông VS Code chứ ai ai prapra viên lớn ở dân ai mơ code ở respond API tên nâng cả ban thì xe code nâng cả ban điện tế này bây giờ dân trong xe code xe đây này chấp làm xe code mắt của hình code điện tế xe xe và xe code nhưng mà này cái xe code chân xe xe và xe xe code ở dân tế và tổng tế nhưng trong mơ data API những tế những ai chỗ này nâng mắt chân bạch hot bug rồi bạn ai để EP bây giờ nè bạn chân anh ấy cứ chỉ mình đang muốn chạy về cái đoạn này bạn học cần